Xin chào cả nhà, hôm nay thì Hữu Hà sẽ mang đến cho mọi người cả mẫu của Yamaha và cả mẫu của Honda, dòng Exciter 155 và Winner V3 nha mọi người. 155 thì mọi người thấy ở đây Hà đang có một dàn siêu phẩm cho mình luôn ha cả nhà. Các màu đa dạng ha, xanh biển nè, hồng nè, đỏ candy nè, xanh đầu 39 đúng không ta? Đúng rồi, trắng đỏ Deadpool nè ha, trắng kỷ niệm 60 năm nè, xanh GB nè ha, xám xi măng nè, trắng ngọc trai nè, xám tím nè, màu gì cũng có hết ha. Và mỗi màu thì bên Hà đều thiết kế tem rất là đa dạng và đẹp nữa. Mình ra trực tiếp mình lựa sẽ rất là thoải mái luôn ha. Nói chung thì cái dòng 155 này á, đang được chia làm hai phiên bản chính, đó là chìa khóa và khóa thông minh. Nhưng mà thực tế ra thì lại có nhiều phiên bản khác nhau. Ví dụ như bản chìa khóa thì bên Hà vừa có màu nguyên bản, vừa có màu 3D chẳng hạn ha. Đó, rồi màu zin thì sẽ có bản đặc biệt nè, bản cao cấp nè, bản giới hạn đó. Rồi hiện tại thì dòng xe này đang có mức giá dao động tầm khoảng 42 triệu tới 44 triệu 500, và mua góp thì mình trả trước từ 6 triệu trở lên là có xe nha. Đối với những cái màu sơn 3D thì bên Hà hỗ trợ bảo hành cái màu sơn là 1 năm, còn động cơ của xe mình được bảo hành toàn quốc 3 năm 30.000 cây tùy điều kiện nào tới trước nha cả nhà. Và mình sẽ bảo hành bằng app My Yamaha. Bên Hà bán xe thì mọi người yên tâm, đảm bảo chính hãng và uy tín ha. Những cái giá xe Hà báo là không tính phụ kiện nha mọi người, phụ kiện tính riêng nha, lưu ý giùm Hà. Còn phía bên này thì Hà đang có một em S155 2024 bản ABS. Thì bản ABS sẽ dao động tầm 50 tới 51 ha. Và mua góp thì mình trả trước khoảng 8 triệu trở lên giúp Hà nha. Nhìn chung thì mọi người thấy là các bản 2024 với 2023 cũng hơi giống nhau, chỉ khác là cái phần đầu nó to hơn thôi ha. Cái phần mão và mặt nạ sẽ bự hơn so với 2023 nha cả nhà. Rồi về chức năng cũng như là các động cơ công nghệ thì nó cũng tương tự như vậy nha mọi người. Rồi bây giờ thì Hà sẽ qua dòng Winner nha cả nhà. Ở đây Hà cũng có rất là nhiều màu Winner để mọi người lựa chọn nha. Mọi người có thể thấy ha, màu xanh cốm nè, trắng 3D nè, xanh xi măng tem BK nè ha, xám xi măng, xanh lá nè, xanh dương, đỏ trắng, bạc nhám, trắng đen và đỏ nhám. Thật ra màu zin Hà vẫn có đủ luôn nha cả nhà. Còn đây là Hà muốn giới thiệu những màu 3D. Có chiếc đỏ nhám này là zin nha cả nhà. Em đỏ nhám này là hàng nguyên bản đó. Màu 3D thì cũng giống như hồi nãy Hà nói là sẽ được bảo hành sơn 1 năm nha. Và xe này cũng được bảo hành động cơ 3 năm 30.000 cây tại tất cả các hãng Honda ủy nhiệm luôn nha mọi người. Mà dòng Winner này được cái là nó có ABS nha. Từ bản cao cấp trở lên sẽ có ABS, cũng có cổng sạc luôn ha. Và giá thì lại rất là tốt, chỉ dao động tầm khoảng 34 triệu rưỡi cho tới 38 triệu rưỡi thôi. Góp thì mình có thể trả trước tầm khoảng 5 triệu là có xe rồi ha. Thủ tục thì mọi người chuẩn bị giúp Hà là căn cước công dân gốc, và bên Hà hỗ trợ đủ 18 ha. Trước khi tới nhớ gọi cho Hà qua hotline 0937 438 101 để được giảm thêm từ 1 đến 2 triệu chi phí đi lại nha. Địa chỉ cửa hàng ở Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương, gần ngay ngã ba Phú Hòa. Mọi người đến đó điện thoại cho Hà có nhân viên đón, hoặc là tới cổng Đại Nam cũng được ha. Hôm nay thì chúng ta tạm biệt nhau ở đây nha. Mọi người xem xong video nhớ like, chia sẻ video, đăng ký kênh và mua xe thật là nhiều nữa để ủng hộ cho Hà nhé.